your anti-aircraft system. The crucial point in the battle and are where you ground it. Hợp tác an ninh ba bên Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản ngày càng trở nên quan trọng. Để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phải hợp tác chặt chẽ với nhau, chia sẻ dữ liệu về tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên theo thời gian thực. Khi các chuẩn mực quốc tế được xây dựng dựa trên tự do và cởi mở đang bị lung lay, quan hệ song phương của Nhật Bản với Mỹ và Hàn Quốc đang ở mức mạnh nhất. Đây sẽ là nền tảng cho cuộc gặp lịch sử này để củng cố mối quan hệ chiến lược giữa ba nước. Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến trại David, khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021. Là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục nóng lên. Với một loạt những lần đầu tiên, cuộc gặp được kỳ vọng có thể mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Hà Nội, chương trình bình luận các vấn đề thời sự quốc tế từ góc nhìn Hà Nội phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại trại David vào cuối tuần này là sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận toàn thế giới. Bởi vì trong lịch sử thì ba nước Mỹ, Nhật, Hàn đã tổ chức các cuộc gặp ba bên 12 lần. Trong đó thì có ba nguyên thủ đương nhiệm của ba nước đã có 3 lần Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gặp nhau. Tuy nhiên các cuộc gặp đó thì đều diễn ra bên lề của các hội nghị quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi mang tính lịch sử, sẽ định hình những thay đổi lớn trong cơ chế hợp tác giữa ba quốc gia này. Và để có thể cùng phân tích rõ hơn về sự kiện đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị chuyên gia đang có mặt tại trường quay của Truyền hình Quốc Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, chuyên gia nghiên cứu Đông Bắc Á Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian đến với Truyền hình Quốc Việt Nam ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, hội nghị thượng